Mến chào quý vị, thì cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Thì hôm nay nhân tiện đi làm về, em ghé qua quán đồ cũ em mua một số đồ cho một vài anh khách có đặt. Nhân tiện em quay quý vị coi một vài thứ. Thì nhân dịp đầu năm mới thì em cũng trân trọng trên kính chúc anh chị cô chú và gia đình năm mới tràn đầy may mắn, sức khỏe dồi dào. Thì quán này có rất nhiều đồ quý vị. Trên tay em thì đây đang cầm ba cái mic này. BMB thì mua cho sếp Kiên Thế Bình, còn hai cái mic Primer này thì mua cho một sếp ở trong miền Nam. Thì loa thì vẫn là nhiều. Nhân tiện em quay quý vị coi vài món. Đây có đôi Boss Lambo 301mm này. Series 2 à. Đây wow, con này giá mới đắt thế nhở, giá mới là 9 man 9, 10 man hơn cả thuế là hơn 20 triệu, 21 triệu gì đó. Thì giá bây giờ người ta bán là 1 man 9 822 man, 4 triệu. Đây, cái phía sau kìa. Đây cái này em sẽ tháo cái căng coi xem có dễ tháo không. Em sẽ bỏ tạm mấy cái mic này ở dưới cái loa bên cái sửa đây đi. Nice. Và một cái âm ly gọi neck. Đây quý vị, nó thảo cái căng của nó ra rồi, rất đẹp. Đấy, gần loa rất còn rất là đẹp. Còn khá là mới. Phía sau thì tí em sẽ thử xem xoay được không, hơi chật, quay sợ nó đổ gì nó ảnh hưởng đến hàng hóa người ta. Em sẽ thử quay thử xem sao. Đây là phía sau nha quý vị nhé. Sau thì em đã quay rồi thì là USA nhé. Đây là cái bên phải 301 Music Monitor Series 2. Đấy. Đằng sau còn khá đẹp, rất đẹp. Không phải là khá đẹp nữa mà còn còn nó phải khoảng tầm 8-900-900. Hai lỗ này là hai móc để hai cái bát đinh vít để bắt cái giá móc treo. Trước em có một đôi em đang bán đây 500 yên, người ta mua lại của em 500 yên tương đương khoảng tầm 100.000. Mà hôm nay người ta để cái chỗ bán ấy, người ta để 3.000, khoảng tầm 600.000 Việt Nam đồng. Đây thì đây là một chữ to nha quý vị nhá. Ở đây là 01 Series 2 chữ to nhá. Music Monitor. Đây, để anh chụp cạnh nha. Cái cạnh nó thì là JBL 4312M Bow 125. Dưới này có mấy Bow 101IT này, Sony các thứ. Bên này thì có gì đây, bên này có đôi loa Yamaha NS 1000 monitor. Có một anh ở Thái Bình có hỏi em một lần này, nhưng mà cái này nó rất là nặng, 40 cân một đôi như này. Đấy, vì đúng vận chuyển cước thì nó cũng khá là căng. Đây, cái này người ta để đây để người ta trước người ta để test, nhưng giờ người ta cất cái đầu test đây thôi, nên chỉ còn là không thôi. Đây, có mic xua, mic cái kiểu này, cái kiểu diễn thuyết các thứ. Đây, có một cái đầu đát Panasonic SVDA10 đầu đát. Đấy, giá 16.500, gầm 3.500.000. Đó, thì dưới này thì có Marantz SC11 này, giá 25 triệu này, 28 triệu, 29 triệu cả thuế. Dây AVP10 nguồn của thằng Tiak Made in Việt Nam, Made in Japan chứ. Em phải Made in Việt Nam. Thế này thì có gì đây ạ? Luckman L 400 này, có khóa chống trộm này. Giá 7 triệu. Fender AD1 thì 3 triệu.
Đấy, hôm nay thì nét A10 tay 3 giá tầm 17 triệu, khá nhiều. Rồi em sang bên này mua thêm một món này nữa cho một anh nữa trong Hồ Chí Minh. Đấy thì em sang bên này mua thêm cái bộ loa bow M12 này nữa cho anh trong Hồ Chí Minh, anh dặn từ trước Tết nhưng mà lần đấy công ty vận chuyển người ta nghỉ Tết thì em cũng chưa đi lấy được nên không gửi. Này thì Tết ra Tết thì người ta đã hàng đi rồi nhưng mà đi làm bận em chưa đi được, nay em mới tiện đi làm về ghé qua. Bây giờ này giữa này rất là nhiều cái loa trầm súp nhưng mà người ta mua vợi đi rồi, còn mấy cái đấy thì em sẽ lấy đồ ra để thanh toán và đi về. Em xin cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã ủng hộ kênh và theo dõi video này. Một lần nữa xin chúc tất cả các anh chị cô chú một năm mới mạnh khỏe và tràn đầy may mắn. Đây là sản phẩm em mua hôm nay. Em xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại video lần sau ạ.